Chúng ta thoát thai từ đâu? Tác giả Ernemundashev. Ernemundashev là tiến sĩ y học, giáo sư, giám đốc trung tâm phẫu thuật mắt và tạo hình Liên bang Nga của Bộ Y tế Nga, thầy thuốc công huân, huy chương vì những cống hiến cho ngành y tế nước nhà, nhà phẫu thuật thượng hạng, nhà tư vấn danh dự của Đại học Tổng hợp Lewiston, Mỹ, viện sĩ viện hàn lâm nhãn khoa Mỹ, bác sĩ nhãn khoa có bằng của Mexico, kiện tướng môn du lịch thể thao, 3 lần kiện tướng Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết. Ernemundashev là nhà bác học lớn có tên tuổi trên trường quốc tế. Ông là người khai sáng ra phương hướng mới trong y học phẫu thuật tái sinh, tức phẫu thuật cấy ghép mô người. Ông là người đầu tiên trên thế giới tiến hành phẫu thuật cấy ghép mắt thành công. Hiện nay, ông đang nghiên cứu những cơ sở của phẫu thuật tái sinh hàng loạt các bộ phận cơ thể người. Nhà bác học đã nghiên cứu 90 loại phẫu thuật mới, sáng chế và đưa vào ứng dụng 60 loại nguyên liệu sinh học Unloplan, đăng trên 300 công trình khoa học, nhận 56 bằng sáng chế của Nga và nhiều nước khác trên thế giới, đi thỉnh giảng và phẫu thuật trên 40 nước, hàng năm giải phẫu từ 600 cho đến 800 ca phức tạp nhất. Ernemundashev thú nhận rằng cho đến giờ ông vẫn chưa hiểu hết thực chất của sáng chế chủ yếu của mình là nguyên liệu sinh học Unloplan được chế tạo từ mô người chết, mang trong mình nó những cơ cấu tự nhiên cao sâu trong việc sáng tạo cơ thể con người. Vì thế trong quá trình nghiên cứu, ông không chỉ tiếp xúc với các nhà khoa học nhiều lĩnh vực, vật lý học, sinh học phân tử, vân vân, mà còn tìm hiểu cơ sở của các tín ngưỡng, tôn giáo và huyền học, nghiên cứu năng lượng tâm thần và những vấn đề liên quan đến nguồn gốc loài người và vũ trụ. Phần 1. Hình học nhãn khoa, phương pháp mới trong nghiên cứu vấn đề nguồn gốc loài người. Tóm lại, chúng tôi đã tìm được trong các đường nét chung về nguyên lý phục chế khuôn mặt dựa vào các đặc trưng hình học của mắt. Sau này, trên cơ sở số liệu của 1.500 cá nhân, các nguyên lý tái tạo lại khuôn mặt dựa vào các đặc trưng hình học của hai hình tứ giác đã được xác định rõ thêm, song không thể đạt được độ chính xác lớn hơn. Vì sao vậy? Vấn đề là ở chỗ chúng tôi mới xác định được 22 đặc trưng hình học nhãn khoa, trong khi các hình tứ giác nêu trên chỉ thể hiện được 2 trong số đó. Nhưng việc cùng một lúc phân tích tất cả 22 thông số quá phức tạp, chúng tôi đã không kham nổi. Hơn nữa, tất cả 22 thông số đó thường xuyên thay đổi tùy thuộc vào xúc cảm, tâm trạng con người, bệnh tật và các yếu tố khác. Các hạnh nhỏ dưới vỏ não của con người có sức tính toán lớn biết chừng nào khi xử lý các thông tin hình học nhãn khoa, bởi chúng phải có khả năng xử lý loại thông tin cực kỳ phức tạp đó trong nháy mắt và truyền vào vỏ đại não dưới dạng các hình ảnh, cảm giác và tình cảm khác. Mặc dù kích thước các hạnh não đó gần 1 cm, không thể so sánh với kích thước một chiếc máy tính hiện đại. Chúa trời thật vĩ đại, người đã tạo ra bộ não hoàn chỉnh như một cỗ máy. Còn chúng tôi chỉ xử lý về mặt toán học được 2 trong số 22 thông số hiện hữu. Nhưng thành quả toán học nhỏ bé đó cũng đã cho phép chúng tôi khá vững tin mà nói rằng các thông số hình học nhãn khoa của mỗi người mang tính cá thể nghiêm ngặt và là cái gì đó tựa như vết bớt. Vết bớt hình học nhãn khoa đó thường xuyên thay đổi tùy thuộc vào cảm xúc và các yếu tố khác, song về đại thể vẫn giữ được tính chất cá thể bẩm sinh. Đồng thời, các thông số hình học nhãn khoa cá thể gắn liền với các đặc trưng hình học của đường nét khuôn mặt và thậm chí một vài bộ phận cơ thể. Bởi vậy, có thể tái tạo hình dạng con người trong giới hạn phỏng chừng dựa trên các đặc trưng hình học của khu vực mắt. Chính vì thế, khi nhìn vào mắt người khác, ta biết nhiều hơn chứ không chỉ có đôi mắt. Và cuối cùng, hằng số duy nhất của cơ thể người là đường kính giác mạc, nằm trong phạm vi sơ đồ hình học nhãn khoa như thể gợi ý với ta rằng đó chính là đơn vị đo lường trong hình học nhãn khoa. Đôi mắt phản ánh gần như tất cả những gì diễn ra trong cơ thể và trong não.
và có thể nhìn thấy cái tất cả đó dựa vào sự biến đổi của 22 thông số của khu vực mắt, mà biết đâu lại nhiều hơn vậy. Tất nhiên trong tương lai, hình học nhãn khoa sẽ được nghiên cứu đến nơi đến chốn và giải đáp được nhiều câu hỏi của y học và tâm lý học. Nói một cách có hình tượng thì hình học nhãn khoa là hình ảnh toán học của các tình cảm và cảm giác. Ánh mắt hoạt động như tia quét xóa lượng thông tin ở khu vực mắt, nơi mà các chuyển động vô cùng nhỏ của mí mắt, lông mày, nhãn cầu và da phản ánh tình cảm và cảm giác của chúng ta, đồng thời nhận biết được cá tính ở mỗi con người. Chúng ta nhìn vào mắt nhau bởi đôi mắt cung cấp thêm thông tin cho ta về cá nhân con người và các biến đổi của nó do tác động của các tình cảm, cảm giác. Các phương pháp ứng dụng hình học nhãn khoa có thể phân ra các phương pháp ứng dụng thực tế của hình học nhãn khoa, đồng nhất cá thể giống như vân tay người, tái tạo hình dáng người, xác định đặc điểm trí tuệ cá nhân, phân tích khách quan tình cảm và cảm giác con người, chẩn đoán các bệnh tâm thần, xác định dân tộc và nghiên cứu nguồn gốc loài người. Chú thích: đường kính giác mạc dường như không hề thay đổi dù là người Âu, người Á, dù già hay trẻ thì kích thước đường kính không thay đổi. Có vẻ đó là một hằng số của nhân loại. Chương 2. Đôi mắt thống kê trung bình các lộ trình di cư của loài người trên trái đất. Ở chương trên, tôi có nói có thể nghiên cứu chủng tộc loài người nhờ hình học nhãn khoa. Vấn đề về sự xuất hiện của các chủng tộc người thật lý thú. Thật vậy, vì sao con người sống ở các miền khác nhau của hành tinh chúng ta lại không giống nhau? Liệu có quy luật ngoại hình con người thay đổi tùy thuộc vào khu vực sinh sống không? Liệu tâm phát sinh loài người nằm ở đâu? Chúng ta có nguồn gốc từ đâu? Nhiều học giả đã cố gắng tìm lời giải đáp cho các câu hỏi đó. Người thì chứng minh con người có nguồn gốc thần thánh, các nhà duy tâm. Người thì bảo từ khỉ sinh ra, các nhà duy vật theo học thuyết Darwin. Trong nhóm thứ hai, có các nhà bác học cho rằng các chủng tộc người khác nhau xuất thân từ các loài khỉ khác nhau. Đôi mắt thống kê trung bình. Đi tìm lời giải cho câu hỏi đã nêu ra, chúng tôi đã tính được đôi mắt thống kê trung bình. Trong số tất cả chủng tộc nhân loại, hằng số của giác mạc đã cho phép chúng tôi tính ra được các thông số hình học nhãn khoa với những con số tuyệt đối. Khi kết thúc công việc tính toán, chúng tôi sửng sốt. Đôi mắt thống kê trung bình hoàn toàn rõ ràng là thuộc chủng người Tây Tạng. Nhẽ nào Nikolai Zizek có lý, tôi kêu lên. Từ nhỏ tôi đã sùng kính Nikolai Zizek và coi ông là thần tượng của nền khoa học nước Nga. Vào các năm 1925-1935, ông đã tiến hành vài chuyến thăm hiểm Tây Tạng và Himalaya. Kết quả ra đời giả thuyết cho rằng loài người xuất hiện ở Tây Tạng và từ đó tỏa đi khắp trái đất. Nikolai Zizek chỉ ra điều đó khi ông đang nghiên cứu các sự kiện lịch sử và tôn giáo. Khi chúng tôi phân tích toán học con mắt của các chủng tộc khác nhau trên thế giới, thì các thông số hình học nhãn khoa trung bình lại rơi vào chủng tộc Tây Tạng. Ngẫu nhiên chăng? Liệu ở đây có sự tương tự trực tiếp không? Như vậy là sau khi tách ra bốn rễ, chúng tôi đã sắp xếp được tất cả các chủng tộc nhân loại thuộc tất cả các rễ đó theo mức độ sắp xỉ toán học của mắt với đôi mắt thống kê trung bình. Chúng tôi đã có một hệ thống cân đối. Tiếp theo, chúng tôi đặt ảnh chụp các chủng tộc người trên thế giới vào địa điểm cư trú lịch sử học và nói chúng với nhau theo đúng tính sắp xỉ của toán học của mắt theo bốn rễ nêu trên. Vậy là chúng tôi có hình học nhãn khoa sơ đồ di cư của loài người trên trái đất. Các lộ trình di cư của loài người trên trái đất. Theo số liệu hình học nhãn khoa, loài người xuất hiện ở Tây Tạng và tỏa ra khắp thế giới theo bốn hướng chính. Lộ trình A, Siberia, Châu Mỹ, New Zealand. Lộ trình B, Thái Lan, Indonesia, Châu Úc. Lộ trình C, Pamir, Châu Phi.
Lộ trình D, Cáp Ca Dơ, châu Âu, Iceland. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hay là sự thống nhất các dân tộc? Đối với những người bình thường, từ chủng tộc thường mang ý nghĩa xấu, vì gợi người ta nhớ lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Germany và cuộc chiến do bọn phát xít gây ra nhằm phục vụ tư tưởng đó. Tôi xin nhắc lại lần nữa khái niệm chủng tộc Aryan không đúng đắn, bởi lẽ toàn bộ nền văn minh của nhân loại chúng ta đều gọi là nền văn minh Aryan. Trước chúng ta đã tồn tại các nền văn minh của người Atlant và người Lemuri. Hitler và các tư tưởng gia trước hắn đã lấy tên gọi nền văn minh của toàn thể chúng ta ngày nay gán cho một dân tộc người Đức, như thể muốn nhấn mạnh vai trò tuyệt đối của người German. Song từ ngữ chủng tộc là khái niệm nhân chủng sinh học, đâu phải khái niệm chính trị. Ở đây không có sự tương thích giữa loại chủng tộc với năng lực trí tuệ và khả năng kinh doanh của con người. Hơn nữa, các phép tính hình học nhãn khoa đã cho thấy sự phụ thuộc chặt chẽ trong sự biến đổi của mắt theo bốn con đường di cư từ Tây Tạng của loài người. Không còn chỗ cho riêng bất cứ chủng tộc nào, đồng thời cũng không thể cho rằng những chủng tộc cuối cùng của mỗi lộ trình di cư là chủng tộc phát triển nhất. Xin hãy so sánh hai lộ trình di cư D và B. Chủng tộc Bắc nằm ở cuối lộ trình D, có trình độ phát triển cao, và chủng tộc Úc bán khai ở cuối lộ trình B. Theo tôi, mức độ phát triển của các chủng tộc không phụ thuộc vào dấu hiệu nhân chủng sinh học, mà do bối cảnh họ đã có những thủ lĩnh thông minh, nhân hậu và sáng suốt, có khả năng dẫn dắt dân tộc mình trên con đường tiến bộ và tạo dựng các điều kiện, ví dụ như nền dân chủ, để duy trì khởi điểm tiến bộ trong tương lai. Như vậy, theo tôi, trình độ phát triển của một dân tộc do tính chất phát triển lịch sử quyết định. Chủng tộc nào càng bước lâu trên con đường tiến bộ thì chủng tộc đó càng phát triển, và ngược lại. Không thể có trạng thái ổn định trong một thời gian dài. Ổn định lâu dần sẽ tụt hậu. Chúa Trời đã tạo ra con người như một khởi nguyên không ngừng phát triển. Như vậy, con người đã được định sẵn phải tiến bộ. Trong trường hợp ngược lại sẽ thoái hóa và hóa hoang. Trong số các tìm tòi và giả thuyết loại này, các nghiên cứu hình học nhãn khoa cho thấy loài người có một nguồn gốc duy nhất, sinh ra từ gen của một ông tổ và một bà tổ, xuất hiện ở Tây Tạng. Loài người đã tỏa ra khắp trái đất, bởi lẽ đó loài người đồng nhất về mặt sinh học và gen. Người này là anh em hoặc chị em của người kia. Chương 3. Hình con mắt trên các đền chùa Tây Tạng là của ai? Khi phân tích con mắt của chủng tộc loài người, chúng tôi kết luận nhân loại ngày nay xuất hiện từ một nguồn gốc Tây Tạng duy nhất. Vậy thì câu hỏi sau cũng hợp lý. Ai là người đầu tiên sinh ra loài người trên Tây Tạng? Ai là ông tổ và bà tổ của con người ngày nay? Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc con người trên trái đất. Phần lớn các nhà bác học theo trường phái duy vật thống nhất ý kiến con người trên trái đất có nguồn gốc từ loài dượng. Minh chứng của họ là hiện vật khảo cổ của người nguyên thủy và dụng cụ lao động thô sơ của họ, rìu, đá. Tiến trình phát triển từ dượng người cho đến con người hiện đại thật rõ ràng, dường như không thể không tin vào điều đó. Song toàn bộ tiến trình loài người hình thành từ dượng cũng có thể trình bày rõ ràng ngược lại, quá trình dượng hình thành từ người. Minh chứng cho điểm này không hề ít so với trong các giả thuyết của Darwin đang nói tới. Trên trái đất có không ít các bộ lạc mang sợ. Mức độ hoang dã cho thấy họ gần với loài dượng hơn là loài người. Bởi vậy, cách lý giải nguồn gốc dượng của loài người không thật thuyết phục như thoạt đầu chúng ta tưởng. Một số học giả lại cho rằng nguồn gốc của loài người là người tuyết. Có lẽ không có lửa làm sao có khói. Và người tuyết có thật. Nhiều dân tộc có truyền thuyết về người tuyết. Ở Tây Tạng là Echi, ở Lakut là Chutun. Nhưng khoa học chưa dạch ra được các tương thích giữa người dượng và con người. Có ý kiến cho rằng hạt giống người do người hành tinh khác mang tới trái đất
song chúng ta chưa có bằng chứng nghiêm chỉnh nào có lợi cho ý kiến trên. Người có học nào cũng đã từng nghe các câu chuyện huyền thoại về những người Atlant hùng mạnh sống trên trái đất từ ngày xưa ngày xưa. Trong sách báo chuyên môn E.B. Blavatsky, các tín ngưỡng phương Đông nói rằng trước chúng ta trên trái đất đã từng tồn tại về nền văn minh cao hơn đáng kể nền văn minh của chúng ta ngày hôm nay. Biết đâu chính những người Atlant tiêu vong bởi một thảm họa toàn cầu đã gieo mầm sống cho nhân loại ngày nay. Biết đâu Shambhala huyền bí mà theo truyền thuyết cũng ở Tây Tạng có mối quan hệ tới nguồn gốc Tây Tạng của loài người. Biết đâu lại có lý, điều khẳng định trong tín ngưỡng tôn giáo rằng con người trên trái đất do Chúa Trời tạo dựng nên bằng cách cô đặc phần hồn và phát triển qua nhiều tầng bậc văn minh đã đến được thời đại ngày nay. Tôi nghĩ chúng ta đã bắt đầu nghiên cứu vấn đề này từ việc phân tích con mắt, vậy thì phải tiếp tục theo hướng đó. Như thế là đôi mắt thống kê trung bình của loài người khu trú ở Tây Tạng. Biết đâu sự kiện này là biến thái ngẫu nhiên cấu tạo mắt của chủng tộc Tây Tạng. Nhưng có thể nó mang một ý nghĩa sâu xa và thậm chí bí hiểm hơn. Biết đâu người cổ đại đã nắm biết hình học nhãn khoa và để lại ở Tây Tạng các minh chứng dưới dạng hình vẽ con mắt mà dựa vào đó có thể tái tạo hình dáng con người họ. Biết đâu chính đôi mắt thống kê trung bình đó lại là chìa khóa giải đáp câu hỏi chính của nhân loại: tổ tiên chúng ta là ai? Song vô số điều biết đâu không thể làm thỏa mãn trí tò mò khoa học cần đi tìm sự thật. Tấm danh thiếp của các đền chùa Tây Tạng. Anh bạn tôi và là cộng sự trong nghiên cứu hình học nhãn khoa Valery Lubankov đi Tây Tạng để trèo lên một ngọn của dãy núi Himalaya. Trước khi lên đường, tôi bảo anh ấy: này Valery, đến Tây Tạng cậu để ý xem, biết đâu trên các đền chùa đó lại có hình vẽ con mắt nào đó. Cậu biết đấy, không có lửa làm sao lại có khói. Vì đi nữa thì đôi mắt thống kê trung bình của loài người là ở Tây Tạng. Một tháng sau, Valery Lubankov ở Tây Tạng về và gọi điện ngay cho tôi. Orono này, tuyệt vời lắm, cậu thế mà có lý. Có chuyện gì vậy? Cậu có bao giờ nghe nói tới tấm danh thiếp của các đền chùa Tây Tạng không? Không, là cái gì vậy? Tớ đã bao giờ đến Tây Tạng đâu. Đền chùa nào của Tây Tạng cũng như thế cả. Tấm danh thiếp, hình vẽ con mắt to tướng, khác thường. Con mắt to đùng, đặc biệt. Chúng nhìn ta như thể ngôi đền đang nhìn ta vậy. Con mắt như thế nào mới được chứ? Khác thường, không giống mắt người. Mà cậu biết không, hình vẽ đúng phần mặt mà chúng ta đang tìm hiểu khi nghiên cứu hình học nhãn khoa. Không tưởng tượng được, một sự trùng lập. Tớ bị sốc khi nghe thấy chúng hoàn toàn những cái mà chúng ta nghiên cứu ở con người. Mọi thông số hình học nhãn khoa đều có, nhưng con mắt thì hoàn toàn khác. Được đấy, tôi hít gió một cái. Mà đền chùa nào ở Tây Tạng cũng có hình vẽ con mắt to lắm, chiếm đến nửa tường. Đúng là ai đó đã để lại hình vẽ con mắt như một vật thiêng. Lubankov nói tiếp: mà này, tuyệt vời ấy chứ. Chúng ta đã tính được cái đôi mắt thống kê trung bình và cho rằng chuyện đó chẳng phải là ngẫu nhiên và đấy. Mà phải thôi, đâu phải tự nhiên mà đôi mắt thống kê trung bình mang màu sắc huyền bí vậy. Logic khoa học đã đúng. Không đâu, trên thế giới có cái đó. Không một đền chùa nào trên thế giới lại có hình con mắt. Chỉ có ở đây, ở Tây Tạng, nơi mà đôi mắt thống kê trung bình. Cậu có hỏi các vị lạc ma mắt đó của ai không? Tôi hỏi, dĩ nhiên rồi, một số lạc ma, chủ yếu bậc dưới, bảo đấy là mắt của Đức Phật. Còn các lạc ma khác, cao cấp, im lặng, chẳng nói gì. Cậu hỏi, vị lạc ma bậc trên có tha thiết không? Mắt đó của ai vậy? Tớ hỏi tha thiết lắm chứ, nhưng không nói gì hết, lái câu chuyện sang hướng khác. Tớ có cảm giác bí mật của các con mắt đó rất quan trọng đối với họ. Biểu tượng ấy nói lên một điều gì đó rất nguyên tắc. Lubankov nói, cậu có chụp ảnh các con mắt đó không? Tất nhiên rồi, quay cả video nữa. Hôm đó, tôi và Lubankov gặp nhau. Tôi cùng với cậu ấy và Valentina Yakovleva đưa hình những con mắt khác thường đó vào máy tính, lập biểu đồ theo các tiêu chí hình học nhãn khoa cơ bản và tiến hành phân tích. Như tôi đã viết ở phần trên cuốn sách, áp dụng các nguyên lý hình học nhãn khoa có thể tái tạo con người dựa vào đôi mắt với mức độ chính xác khác nhau.
Chúng tôi đã cố gắng làm việc đó, tái tạo con người có hai mắt được vẽ trên các đền chùa Tây Tạng. Con mắt trên các đền chùa Tây Tạng nói lên điều gì? Tôi sẽ không dừng lại ở các chi tiết phương pháp phục chế hình dáng con người có con mắt được vẽ trên các đền chùa Tây Tạng. Tôi chỉ lưu ý vài điểm dưới đây. Thứ nhất, không có sống mũi mà trong hình vẽ con mắt bình thường bao giờ cũng có. Sự thiếu vắng sống mũi nói lên điều gì? Chúng ta biết là sống mũi ở người hiện đại che khuất một phần thị trường từ phía trong. Ở ngoài thị trường là 80 độ, 90 độ, bên trong là 35 độ đến 45 độ. Bởi vậy, người hiện đại có thị giác hai mắt, nhìn hai mắt cho phép nhận biết khối của vật và khoảng cách tới vật đó, chỉ trong giới hạn 35 đến 45 độ, chứ không phải là 80 đến 90 độ từ bốn phía. Sự bất tiện do sóng mũi gây ra này chỉ nhận thấy dưới ánh sáng ban ngày. Ánh sáng nhân tạo rõ hơn, và đặc biệt ánh sáng đèn đỏ cản trở đáng kể khả năng định hướng trong không gian. Trong trường hợp không có sóng mũi, con người sẽ nhìn được hai mắt trong phạm vi 80 độ cho đến 90 độ từ bốn phía. Điều này sẽ thuận lợi cho việc định hướng trong không gian dưới ánh sáng đỏ. Có thể chủ nhân của con mắt ở Tây Tạng khác thường đó sống trong điều kiện ánh sáng đỏ. Giả định này có sức nặng, bởi lẽ thị giác có một chức năng quan trọng. Như vậy, phải có những cơ chế thích ứng cho phép có một thị giác tốt nhất. Cơ chế thích ứng dưới dạng khiếm khuyết sóng mũi không quan trọng lắm đối với ánh sáng ban ngày bình thường, song trong điều kiện ánh sáng đỏ lại quan trọng. Tôi liền tìm đọc sách của nhà tiên tri Nostradamus năm 1555, và được biết nền văn minh trước đây của người Atlant tồn tại trong môi trường có các màu sắc đỏ tía, bầu trời đỏ, cây cối đỏ. Từ đó có thể kết luận rằng hình con mắt trên các đền chùa Tây Tạng là của chủ nhân nền văn minh trước đây, người Atlant huyền thoại. Giờ thì bầu trời có màu xanh và mắt của chúng ta thích ứng với điều đó. Tôi có cảm giác khi trục xoay của trái đất thay đổi thì màu sắc của bầu trời cũng phải biến đổi. Cũng dẫn qua quyển sách của Nostradamus ấy, tôi được biết kết cục của thảm họa toàn cầu đã hủy diệt người Atlant. Trục xoay của trái đất đã thay đổi và hai cực đã chuyển chỗ. Thứ hai, khúc lượng của hình hai mí mắt trên đền chùa Tây Tạng không bình thường. Nếu mí mắt trên của người hiện đại có hình vòng cung rõ ràng thì mí mắt trên của hình giả lại nhô xuống như buông rũ xuống giác mạc. Điều đó có thể minh chứng cho điều gì? Trước hết, khi nhắm, khe mắt không kín hoàn toàn do đoạn thõng xuống của mí trên cản trở. Vì không có sóng mũi và nhìn cả hai mắt trên toàn thị trường, kể cả ngoại vi, nên chủ nhân con mắt Tây Tạng khác thường có khả năng nhìn thấy ngay cả khi hai mắt khép hờ. Dĩ nhiên, thị giác kiểu này, tức là khi khép hờ mắt, không phải tốt lắm, nhưng hoàn toàn đủ để định hướng trong không gian. Người hiện đại khi khép hờ mắt không có thị giác định hướng kiểu như vậy, bởi vì không có thị giác hai mắt ngoài rìa do sóng mũi. Và mí mắt trên không có khả năng khép kín diện tích chính của bề mặt giác mạc để phần còn lại của khe mắt hé mở. Thuộc tính bảo tồn thị giác định hướng trong trạng thái khép hờ của con mắt Tây Tạng khác thường đã làm xuất hiện một cơ chế thích ứng nữa. Đuôi khe mắt dài ra và giãn ra vào phía trong và xuống dưới. Điều này chứng minh có sự tiết và chảy nhiều nước mắt để duy trì độ ẩm cho mắt khi khe mắt không khép kín. Vì sao khe mắt lại không khép kín và vẫn giữ được thị giác định hướng? Chúng tôi không tìm được cách giải thích nào khác ngoài sự cần thiết bảo vệ lớp giác mạc mỏng manh khi phải bơi nhanh dưới nước. Người có hình con mắt trên các đền chùa Tây Tạng có thể bơi lội nhanh dưới nước. Sự thích nghi này của con mắt chứng tỏ rằng những con người này vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước. Từ kết luận đó, chúng tôi bổ sung thêm vào dung mạo người Atlant giả thuyết. Họ phải có lồng ngực to và hai lá phổi phát triển để trong khi bơi lội có một lượng không khí dự trữ lớn. Thứ ba, ở tại chỗ cánh mũi của hình vẽ trên các đền chùa Tây Tạng là hình xoắn ốc. Cái gì vậy? Xem trọng giả thuyết người Atlant vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước. Chúng ta có thể nghĩ dòng xoắn ốc có vai trò như một lỗ thở nhỏ
giải phẫu lỗ thở kiểu van này ở các động vật biển, cá heo, cá voi, nó đảm bảo ngăn chặn nước xâm nhập vào đường hô hấp khi đang ở dưới nước. Thứ tư, ở trung tâm phía trên hình hai con mắt một chút có một vết giống như hình giọt nước. Nó ở tại chỗ trán mà người phụ nữ vẽ cái dấu trang điểm. Cái gì vậy? Có thể giả định rằng cái vết có hình giọt nước đó mô phỏng con mắt thứ ba. Được biết, ở một thời xa xưa, con người có con mắt thứ ba. Các dữ liệu của phôi học cho thấy điều này. Còn ngày nay, ở người hiện đại, con mắt đó vẫn còn ở dạng tuyến tùng, đầu xương, ẩn sâu trong lòng bộ não. Con mắt thứ ba được coi là cơ quan năng lượng sinh học của con người, như thần giao cách cảm. Và theo các huyền thoại, nó có thể làm nên những điều kỳ diệu, truyền ý nghĩa qua khoảng cách, tác động lên trọng lực, chữa bệnh. Mà biết đâu, cái đốm trên trán phụ nữ Ấn Độ là biểu tượng cho sự tưởng nhớ tới cái cơ quan kỳ diệu đó của con người. Trên cơ sở những nhận định trên, chúng tôi đã giả định rằng con mắt trên các đền chùa Tây Tạng là của người thuộc nền văn minh trước chúng ta, tức Atlan. Phân tích các con mắt đó cho thấy người Atlan giả định có một cơ thể to lớn, chắc chắn là rất cao. Họ sống vừa trên cạn vừa dưới nước và trong hoạt động canh nông đã sử dụng sức mạnh của con mắt thứ ba. Chúng tôi lại một lần nữa ngạc nhiên trước sự trùng khớp đôi mắt thống kê trung bình của người hiện đại khu trú ở Tây Tạng và chính nơi này người Atlan giả thuyết đã để lại kỷ niệm về mình dưới dạng con mắt, mà dựa vào đó có thể suy xét về ngoại hình và cách thức sinh sống của họ. Hết phần 1. Cảm ơn quý vị và mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Nhớ đăng ký, like và ấn chuông để được thông báo những video kế tiếp. Phần 2. Show ôm, bức thông điệp cuối cùng gửi nhân loại, những điều phát lộ tại Ấn Độ.